Ở chỗ cái in the right, in the left main đây ha. Ở đây cô để một cái img vào đây các bạn nhé, chấm xẹt nào, image xẹt một cái hình nào bất kỳ, chạy thử. Đây, wow, hình họ thiết kế chuẩn nhé các bạn, hình này là họ thiết kế chuẩn đấy, tức là kích thước ngoài của mình chưa đúng, họ đúng chuẩn. Các bạn thấy hình mà thiết kế mà các bạn thấy khi các bạn lấy vào nó méo méo đó là tại vì không chuẩn nhá, chuẩn kích thước nha. Rồi bây giờ cô sẽ để căn giữa cái này, còn cái dưới để kệ nó, có căn giữa cái này, cô bo góc bình thường. Để căn giữa thì cô sẽ để cái in the left hoặc cái main á, cô để là text align center là được. À cái này để float left mất rồi. Cái main này cô để là text align center. Được chưa? Đó, hình nó nằm giữa. Đúng không ạ? Thì bây giờ cô sẽ làm cho giống cái anh này. Anh này nó mờ nhạt nhỉ? Cô sẽ để là cái border. Cái hình này các bạn, cô để là in the left chấm img. Rồi cách cái img cô sẽ để là box shadow 005 pixel gray border radius 10 pixel. Ok. Đúng ạ, được không ạ? Đó. Trời ơi, đẹp ngay. Wow. Sao trên này đẹp thế? Đẹp hơn mày cô. Rồi ok, được chưa? Rồi. Hai cái nút hai bên. Hai cái nút hai bên thì lấy ở đâu ạ? Icon. Nó có là cái gì icon ạ? Ở somewhere hả? Đọc đọc Iron hả, này hả, đây hả, nó sẽ phải là CDN, phải là để CDN, còn để NPM là các bạn phải cài nó lên, hiểu không? Các bạn làm link web thì nó là CDN. Ok rồi. Lấy cái nào, cái trên hả? Cái này đúng không? Chắc chưa? Ôi giời, nó hướng nó chỉ cho cô mà nó không có chắc gì hết trơn. Rồi nhúng đâu ạ? Rồi ấn vào một cái đúng không? Thì phải search. Vậy là có chỗ search đúng không ạ? Search đây. Đấy, nó UI cái gì đâu ạ? À, cái này là left row đúng không ạ? Đây. Ok chưa? Chuẩn chưa? Đấy. Bấm đâu? Đang chạy hả? Nhấn đâu nè? Đang chạy. Rồi left thì sẽ có right, đúng không ạ? Ồ, icon. Sao lâu thế? Chắc chưa? Hả? À, vậy là do cô à? Vậy là do cô à? Cái ở dưới là cái gì ạ? CDN đây đúng không? Phải cái này không? Copy cái này vô đúng không ạ? Phải cái này không? Hồi kể nó coi cốt nó chắc ăn. Ê, sao lâu nha? Em có thể copy nó em quăng qua đây cho cô được không? Copy qua qua gì? Qua Zalo được không? Lâu quá, chậm quá à. Rồi, nhiều icon đẹp quá nè. Hoặc các bạn có thể lấy một cái hình khác được không? Hiểu không? Lấy một cái hình được. Ok không? Hiểu không? Đúng rồi, lấy cái hình thay cho cái icon này được hết nha. Thì bản chất icon này là nó để nó ra cái hình thôi.
nhá. À, lâu rồi nha. Đâu? Đây, lớp mình đúng không? Rồi. Ok, có copy anh này. Hoàng Yến là icon rồi. Vậy phải nhúng cái này vô trước đúng không Vũ? Đây, Ctrl C. Khoa. Khoa Vũ, Vũ Khoa. Ok, gõ vào đây, Ctrl V. Xong chưa? Xong đấy là cô sẽ lấy cái icon. Icon này là icon back hả? Back. Ủa? Hai cái giống nhau à? Em. Cô thấy back nè. Vậy em copy cho cô một cái khác nữa được không? Nó phải hai nút mà. Nó phải hai nút mà. Rồi. Vậy là còn một cái nút nữa. Nó khác nhau rồi forward với back thôi. Rồi rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trồng Lê gửi rồi nè. Nó khác nhau cái chữ này hả? Rồi, ok. Xong. Rồi, chạy nè. Ồ, nó của cô nó vẫn đang quay. Nó quay miệt mài luôn. À, hai cái cân nằm ở đây nè. Thấy chưa? Mà sao các bạn không làm bự được hả? Bây giờ tôi cho bự nha. Rồi, nhìn nào. Hello, hello, hello. Nghe, nghe, nghe. Nghe. Bây giờ nó là như thế này nè. Hai cái anh này cô sẽ đặt đúng cái vị trí bên trái và bên phải nhá. Thì nó có một đặc điểm như này nè. À, cô sẽ định vị theo cái hình. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn nhìn nhá. Thì cô sẽ định vị theo cái hình. Thì bây giờ các bạn đã biết cái position của nó chưa ạ? Cô sẽ để là cái inner left icon đúng không? Icon left. Cô đặt là class đi ha. Class là icon left. Hoặc là cái này là back. Hoặc là cái này là forward ha. Đây class. Đây. Các bạn để chữ forward ha. Forward. Ok. Rồi, các bạn CSS cho nó nè. Đầu tiên là các bạn sẽ để là icon nè. Ion gạch ngang icon nè. On gạch ngang icon nè. Cái thẻ này các bạn để cho cô là cái width. Cái này để là 3 40 pixel. Thấy các bạn để cho cô là 40 pixel. Xem các bạn xem nó có bừ không. Rồi bừ hơn xí đúng không? Rồi. Các bạn chấm cái icon back. Các bạn để cho cô là position. Position. Để cho cô là absolute. Top. Các bạn để cho cô là khoảng 200 pixel. Left. Để cho cô là khoảng 10 120 pixel. Rồi. Các bạn thấy cái ông này nè. Ông sẽ nhảy top so với cái trên. So với cái trên sẽ là 200 pixel và so với trái là bao nhiêu ạ? 120 pixel. Nhưng cô muốn nó nằm ở vị trí này cơ. Đúng rồi, thì cô phải absolute theo cái trong, không thể absolute theo cái ngoài. À, vậy cho nên là cô sẽ để là cái bao của nó là cái main này nè. Hiểu không ạ? Cái main này cô sẽ để một cái thuộc tính đó là position relative. Thì lập tức nó sẽ nhảy absolute theo cái main là cái bao ngoài nhá. Đấy, bạn nào kỹ nữa thì các bạn bao cho cô một cái div ở đây là kỹ nhất. Nhưng mà bây giờ cô sẽ không bao thì cô div đấy, mà cô sẽ đang làm dở, cô không muốn sửa nữa. Cô sẽ absolute theo cái div này. Nghĩa là tuyệt đối
nếu như cái bao của nó không là cái gì cả, để theo cái static thì nó sẽ tuyệt đối theo cái body. Nhưng nếu như cái bao của nó để relative hoặc absolute thì cái trong nó sẽ tuyệt đối absolute theo cái bao nó. Vậy cái anh này gần nhất, cái deep gần nhất của nó sẽ là cái deep này, đúng không ạ? Vậy thì tôi sẽ absolute theo cái deep này, với điều kiện là cái deep này tôi để là relative, đúng không ạ? Vậy thì ở đây các bạn canh được nhá. Cái này là cô để 200, nghĩa là canh dứa nè. Vậy cô để khoảng 1/3, đúng không ạ? Và đây cô cách cái này, cách khoảng này cô để khoảng là cỡ 50 hoặc 70 pixel. Ok không ạ? Rồi cô sửa lại nó sẽ chính xác hơn nhá. Vậy thì cô sẽ sửa lại cái anh left này là top, không còn là anh này nữa, mà có thể để là 120 pixel, và anh này là khoảng 70 pixel đi ha. Rồi các bạn thấy nó nhảy đúng vị trí chưa? 80, 150, 140 gì đó. Đó, ok. Chuẩn chưa? Rồi anh này left đừng để 70 mà để khoảng 6 hoặc 50 gì đó là chuẩn. Ok chưa? Rồi right tương tự. Right tương tự các bạn chỉ cần copy lại thôi. Ctrl C, Ctrl V, cái này là forward đúng không ạ? Đúng rồi, forward. Icon forward. Và cái này thay vì left thì để gì ạ? Đúng rồi, right. Là xong. Hai cái nó sẽ được. Ôi sao cái này nó bị thụt ta? À, là do anh này khi nãy nó chiếm chỗ cho nên bị đẩy hai anh nó cân nhau nè, đúng không? Vậy mình để khoảng 60 là đẹp nhá. Ok không? Đấy, do cái nãy nó chen chỗ, mình không để ý. 60 là đẹp nhá. Đấy, chuẩn chưa? 60 hay bao nhiêu đó, nhưng mà khi nó đổi thì nó giống, nó cân đều nhau luôn. Và nó đang absolute theo cái. Ồ, biết cái này không? Cái này là do gì ạ? Do cái hình nó bị tràn thôi. Bây giờ các bạn không muốn hình tràn thì sao ạ? Không muốn hình tràn thì sao ạ? Để cái này cái width phần trăm theo cái ngoài. Cô để width 98% nó khác liền nha. Nhìn nào, hay lắm, cái IMG nha. IMG của cô đâu? Đây đúng không? Cái này là cô không đặt quýt. Cô đặt quýt 98% nó khác ạ. Cái gì sao ổn đấy? Khác chưa? Khác chưa? Thấy chưa? Bây giờ co lại nè. Nó sẽ co theo nè. Co theo chưa? Tại vì cái này cô không đặt quýt. Ok chưa? Nhá. Rồi, còn anh này thì cô chỉ đặt 50% của cái này là được thôi. Cái này bằng chiều cao của cái này chia con cái này muốn. Rồi cái này không nói nữa. Kệ nó. Bây giờ mình vào slider nha. Rồi, vậy thì cái slider cô sẽ hướng dẫn như sau. Khi cô nhấn next, hình nó phải nhảy. Bây giờ cô không biết có bao nhiêu cái hình. Và hiện tại là cô có 4 cái hình. Thì 4 cái hình này cô sẽ để vào một cái mạng. Có nhiều cái hướng dẫn sẽ là để hết cái hình này vào thẻ ULLI. Để hết vào. Cô để một cái hình duy nhất thôi. Hiểu không ạ? Cô để một cái hình duy nhất thôi. Còn nhiều cái hướng dẫn là sẽ để hết cái hình ra trong HTML nhá. Như thế rất khó điều khiển. Bây giờ cô thêm một hình nữa thì cô phải sửa trong HTML. Đúng không? Bây giờ cô để một cái hình thôi. Còn hình thay đổi là tùy theo cái mảng của cô. Mảng cô đổi thì cái hình nó sẽ đổi. Ok không ạ? Rồi, vậy thì cô sẽ tạo một cái file set JS ở đây. Cô đọc là slider. New file là slider.js. Và cái JavaScript tốt nhất là để cuối cùng. Ok? Tốt nhất là để cuối cùng. .js slider. Ok không ạ? Tốt nhất là để cuối. Rồi bây giờ nhìn nào. Đầu tiên cô sẽ tạo một mảng các cái hình. Hiện tại cô có 4 hình. Nhưng mà cô có thể tạo mấy hình nó tùy. Bây giờ cô sẽ làm một cái demo nhỏ nhỏ trước nha. Cô bấm next nó sẽ đổi hình. Ok không ạ? Vậy bây giờ muốn mà tác động vào cái nút này để bấm next thì các bạn phải gọi sự kiện on click. Thì các bạn có nhiều hướng dẫn dùng cái hàm là add event listener.
Cái hàm đấy là nó sẽ kết nối, nó sẽ nạp một cái sự kiện và một cái function, đúng không ạ? Cách đấy cũng được. Hoặc là cách thứ hai là các bạn gắn cái sự kiện vào cái nút luôn. Đây, cái nút này có gắn cái sự kiện là on click luôn. Tôi gọi là, à cái này là back thì là next. Back đúng không? Có để là F back. Được chưa? Còn cái này cô sẽ để cái hàm là on click, gắn với sự kiện on click. Thì cô sẽ gọi đến cái hàm là F forward. Cái này là cách đặt tên thôi để các bạn phân biệt. Đúng không ạ? Rồi nhìn nhá. Tôi gọi đến cái F forward trước, tôi phải viết một cái hàm. Đấy. Function F forward. Rồi. Khi cô nhấn next một cái thì cái hình này nó sẽ đổi. Bây giờ trước tiên cô phải lấy được cái hình này đã. Lấy hình này thì có nhiều cách. Có thể lấy theo cái selector. Selector thì cô lấy chấm inner left và img, đó là một dạng selector. Hai là cô đặt cho nó một cái ID hoặc là một class là xong. Hiểu không ạ? Để dễ các bạn đặt cho nó cái ID là xong. Đó, ID my img. Đó. Có nhiều cách để lấy ha, rất nhiều cách để lấy. Vậy tôi sẽ có là gì? Document.querySelector. ID là để giấu gì ạ? Giấu thăng. Cái selector này nè là nó trùng với selector của CSS. Tức là selector của CSS nào thì selector của cái anh này như vậy luôn. Giống 100%, nó chính là cái selector của CSS. Cho nên bạn nào mà am hiểu selector của CSS cũng là một cái lợi thế. Nếu không thì làm đơn giản thôi. Ok. Rồi. Chấm Struct. Tức là cái hình mà muốn thay đổi cái hình đó có phải thay đổi cái source của nó không? Bằng có copy anh này. Đúng chưa? Thay đổi bằng một hình khác. Đúng không? Ctrl C gắn vào đây. Có thay đổi đường dẫn thôi. Đúng chưa? Rồi, chưa? Hình này tôi đổi hình khác đi. Cái này cô lấy, hình như cô lấy cái hình đầu tiên đúng không? Hình thứ hai đi. Normal đúng không? Bây giờ cô lấy hình thứ hai đi, sliding đi. Ok, chạy thử nhá. Đấy. Hình này đúng không? Cái nút next nằm đâu rồi? Nút next nằm đâu? Rồi. Nhảy hình chưa? Ê, tìm được cái nút next đuối luôn. Đúng không? Rồi, nếu mà muốn mà cái nút next ok thì các bạn vào đây, các bạn sửa lại CSS dùng cái là cái này back, cái forward hover, hai chấm hover là cái border, tôi zoom cho nó bự luôn, border để khoảng 3 pixel. Solid red. Đó. Ác luôn. Đó. Úi giời. Chưa? Đấy, chạy lại nhá. Rồi. Được chưa? Thấy liền. Bấm. Nhảy chưa? Thì là ở đây là cô chỉ mới nhảy được một hình thôi. Đúng không ạ? Nhảy được một hình thôi. Bây giờ cô muốn nhảy next, nó sẽ nhảy nhiều hình. Thì đầu tiên là cô phải khai báo cái danh mục hình cái đã. Đúng không? Cô phải khai báo cái danh mục hình cái đã. Vậy thì ở đây các bạn sẽ để ý nè. Cô sẽ khai báo mảng của tất cả các hình. Đúng không ạ? Và constant cũng được. Mảng array img các bạn sẽ gán bằng mảng thì là bao của mảng là dấu móc vuông. Được chưa? Rồi hình thứ nhất. Các bạn không cần phải lấy cả một cái đường dẫn, các bạn chỉ lấy tên hình là được rồi. Hiểu không? Tại vì lúc đổi là tôi chỉ cần đổi tên hình thôi.
Đấy, cô làm cái anh này, Ctrl C. Vậy là cô được một chuỗi. Đó. Hình 1. Hình 2 sang này copy. Copy cho dễ. Rồi. Đúng không? Hình 2. Sao? Ctrl C, hình 2 phẩy cái. Hình 2. Rồi, hình 3. Hình 3 thì cô xóa này. Là lấy cái đường dẫn này nè. Cô đỡ, đỡ phải vào thư mục cô lấy. Hình 3. Đó, lấy 3 hình trước. Đúng không? Đó. Lấy 3 hình trước. Thì hình này thì cái gì đó tôi không biết, kệ nó, tôi lấy hình hình đầu tiên. Hình đầu tiên nhá. Rồi. Ok. 3 hình trước. 4 hình thì tí nữa mình làm sau. Rồi. Bây giờ nhá. Khi cô nhấn next thì nó sẽ từ hình 1 nó nhảy sang hình 2. Next cái nữa từ hình 2 nhảy sang hình 3. Và các hai hình này thì các bạn duyệt mảng các bạn biết rồi. Thì nó là các phần tử của mảng thôi. Đúng không ạ? À, tuy nhiên ở đây mình không dùng vùng lặp được. Tại vì là cứ mỗi lần tôi nhấn next cái thì nó thay đổi. Hiểu không ạ? Chứ không phải là nó next cái nó thay đổi từng cái một. Mà tôi click next một cái nó đổi, xong click next một cái nó đổi cái nữa. Thì để vòng lặp trong trường hợp này nó không hợp lý. Thì vậy bây giờ tôi sẽ làm như thế này nè. Tôi sẽ có một cái biến gọi là biến current index. Cái biến này tôi gán ban đầu bằng 0, có nghĩa là hiện tại cái giá trị ban đầu của tôi là 0. Tôi đang ở cái hình số 0, có index bằng 0. Khi tôi nhấn next một cái thì cái index của tôi sẽ đổi thành 1. Vậy là tôi sẽ lấy là current index. Đúng rồi. Cộng cộng. Rồi. Bây giờ các bạn thử cái nha. Và ở đây các bạn đổi cho cô cái gì nè. Đố ai viết được ngắn gọn mà vui vẻ nè. Có phải là cái này nó đổi theo không? Đúng không? Có phải cầm chuỗi không? Tôi nối cái chuỗi này với cái tên file đúng không? Thì có phải là array img mọc vuông gì ạ? Chính xác. Tức là tôi sẽ duyệt đúng cái hình mà có index là current index. Lúc đầu là current cái tôi bằng 0. Sau đó tôi next lên cái tăng lên 1. Thì có phải là cái này sẽ là cái chính là cái 1 là cái này không? Tôi lại bấm next cái nó tăng lên 1 nữa là 2. Thì nó phải chính là cái hình này không? Đúng chưa? Chạy thử nhá. À. Next cái. Next cái. Đúng chưa? Next cái nữa thì sao ạ? Đúng rồi. Bây giờ xử lý code sao? Nếu gì ạ? Current index gì ạ? Hợp lý. Đúng chưa? Phải len. Lớn hơn hoặc bằng array img chấm chấm len. Lớn tôi thêm hình nữa sao? Ra 4 là hình nữa, ra 5 thì sao? Thì sao ạ? Đúng rồi. Current index gán bằng 0. Hay không? Rồi. 1, 2. Next cái nữa về 1, 0. 1, 2. Next cái nữa về 0. Dễ không? Dễ không? Rồi hỏi lại cái nào. Cách viết cái chuỗi như này có cách viết khác không? Ai nhớ được nào? Đúng rồi. Backstick. Hay là còn gọi hai dấu huyền. Tôi viết lại nhá. Ctrl Z nè. Ồ quên, Z, Z nó ra hơi nhiều ạ. Không Z được. Rồi, cái chuỗi khi nãy của mình ấy là chuỗi là như thế này. Bây giờ mình đổi thành backstick nè. Đổi dấu huyền nè. Thì cái này có cần cộng nữa không ạ? Không. Và chỗ này các bạn đóng dấu huyền lại cho cô ở chỗ này. Và ở giữa này nè. Các bạn để cho cô là đô la.
gì ạ? Móc nhọn. Ok. Đó. Rồi, cái dấu này thì các bạn để đây, xóa 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 đi một dấu, hai dấu, xóa đi một dấu. Xong chưa? À, có cái khoảng cách, sorry. Đúng chưa? Ổn không ạ? Đó, thì các bạn dùng dấu backstitch thì các bạn không phải nối chuỗi. Hai nữa là các bạn có những cái đoạn code Java, cái HTML nó dài á, thì các bạn kệ nó dài mấy kệ nó, các bạn để dấu hai backstitch ở hai đầu là xong. Nó giữ nguyên cái form cho các bạn. Còn nếu như các bạn có một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng thì các bạn mà in ra cái code đấy các bạn phải còng chuỗi, còng chuỗi, còng chuỗi. Rất là cực. Đúng không ạ? Xuống dòng nó phải còng chuỗi rồi. Còn backstitch là xuống dòng không cần còng chuỗi luôn. Nó hay vậy đó. Cái backstitch này là có lợi thế vô cùng rồi. Vậy là next được, vậy previous thì sẽ nào ạ? Tức là cái back này thì sao ạ? Trừ 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 trừ. Bây giờ tự làm. Rồi có thêm cái nữa nè. Làm sao để cho nó tự chạy? Tự chạy thì set gì ạ? Set interval. Rồi, giải thích luôn nào. Nó ngắn lắm các bạn thấy, code nó có mấy dòng à? Đúng không ạ? Thì cái này để các bạn dùng set interval nha, các bạn nhìn nào. À, tôi để trong một cái hàm gọi là hàm start chạy function f start. Thì các bạn gọi tới cái set interval, gọi tới cái hàm là f forward đúng không? Rồi phẩy 1000 đúng không ạ? 1 giây next một lần. Vậy bây giờ nó đã next được chưa? Phải làm sao nó mới next? Đúng rồi, phải gọi hàm. Ôi sao mấy đứa này nó giỏi ta. Nó đi học thì nó trời. Mình phải gọi hàm, thực sự gọi hàm thì hàm nó mới chạy. Còn cái này mới là chỉ định nghĩa hàm thôi. Định nghĩa hàm thôi nhá. Trời ơi, nó chạy rồi đó. Hay không? Quá dễ. Thấy đơn giản chưa? Rồi, bây giờ cô muốn khi cô đưa con trỏ vào thì nó dừng, nó không chạy nữa. Thì phải dùng cái gì ạ? Clear interval. Bây giờ mình sẽ hover đúng không? Mình sẽ hover vào đối tượng đúng không ạ? À, thì nó sẽ dừng. Đúng không ạ? Thì cô gọi là cái stop. Đúng không ạ? Thì cô viết cái hàm là function f stop. Thì cô gọi clear interval. Clear gì đấy? Đố các bạn biết. Có gì đâu để clear. Đối số của clear là gì? Rồi, chỉ luôn nè. Khi các bạn mà set interval, các bạn đặt trên một cái biến time. Sau đấy các bạn phải clear nó. Mà muốn cái biến này mà muốn cả hai hàm đều nhìn thấy thì sao ạ? Đúng rồi. Ở đây phải va T bằng T thôi, không cần bằng gì cả. Hiểu chưa? Phải để phía ngoài tất cả các hàm thì gọi là global. Ok không ạ? Rồi. Tiếp. Chưa, chưa bắt sự kiện. Đúng rồi. Hover sao? Ai chỉ tôi cách hover? Một là add event listener cho nó ở đây. Hai là vào đúng cái hình. Gọi đến sự kiện gì ạ? Vào hình gọi sự kiện gì ạ? On gì ạ? On mouse over. On mouse over. F stop. Xong. Chạy thử nhá. Trời, stop mất rồi các bạn. Rồi. Chạy nè, đưa vô nè, dừng chưa? Bây giờ muốn đưa ra nó, chạy tiếp thì sao? On mouse out và gọi lại hàm. Đúng. Vậy tôi sẽ gọi đến hàm sự kiện đấy. On mouse out, cái out nằm đâu? Đây. Gọi đến hàm F start là xong. Ôi, nó dễ lắm các bạn, không có gì khó hết trơn á. Đấy. Đưa vào, dừng. Đưa ra, chạy. Đưa vào, dừng. Đưa ra, chạy.
Rồi, có cái nữa nè. Muốn đưa cái bàn tay vào á, cho nó đẹp đẹp á. Đưa cái hình nè. Cái forward đúng không? Cái hình IMG, IMG, IMG tôi đâu? Đây, đối với cái bàn tay là cơ sở. Ê, sao ông để cái gì không biết ta? Pointer. Được chưa? Rồi, đưa bàn tay, thấy bàn tay chưa? Đưa ra nè. Chạy. Nó giống như kiểu mình click chuột ấy. Đưa ra. Chạy. Ok.